Okay, we got Chi Hong. Chi Hong giờ đang lắp ráp cái xe của Chi Dậu. Chi Dậu lấy cái xe màu nâu. Thanks to Medi Saria and Don Nguyễn, we got Chi Hong here to pick one. Chị thích cái mẫu như vậy không? Hay là cái loại khác? Thích loại này không? Oh, ok. Thì này thì cô phải đi cái loại 26, size to hơn một tí. Thì cái này để cho các cô thấp thấp. Cái xe này. Cái đấy à? Chơi một tí cả. Nắp xong thôi cô ấy kia đấy. 2000 years later. All right guys, so apart from just giving them new bikes, I wanted to hand them out some donations as well. So we got donations from HCM Hoda Makers. We've still got 700 cash from the bike donation. Thì có 700.000 từ cái chú này từ Hà Lan gửi cho chị Hồng. Xin cảm ơn chương trình đã có cái quan tâm đến những người nghèo. Tay mặt gia đình xin cảm ơn. Ok, thôi thì chị cấp đi nhá. Chị cấp tiền. Cái chị Dậu thì có một cái nhà tài trợ gửi một số tiền. So we also got some cash donation from Jacob Jung and James Malcolm. James Malcolm sent $23.80. Jacob Jung sent $14.16. So 700. I'm going to give her 700k. Thì 700.000 từ nhà tài trợ. Cô nhận nhá. Xong rồi cô chỉ nói vài câu. Xin cảm ơn nhà tài trợ. Và tôi là Nguyễn Thị Trọng. Tôi rất là cảm ơn đến nhà tài trợ đã giúp đỡ hoàn cảnh nghèo như của tôi. Và tôi rất là cảm ơn ạ. Ok, thôi thì chị cấp đi nhé. Cấp tiền. And I think Chi Dậu was saying that her daughter also needs a bike. Là con gái. Một cái hay là vừa gọi. Thì hay là chị xin cho con một cái nhỉ. Cũng được. Chị được á, nhưng mà chị chạy cái này về trước xong chị quay lại nhá. Xong lấy cái tiếp theo. Hay là nhưng mà chị có cái con gái có nhu cầu hay là có con gái có nhu cầu nó vừa bảo là mẹ ơi mẹ ấy cho con gái. Alright, so Chi Dậu said she's got a daughter that also wants a bike, and I agreed, so she's gonna come down and hopefully pick one up. Alright, so Chi Dậu is buckling up the bike to bring home. It's always a challenge. But yeah, thanks to Chris Apley and all the donors. I think she's just gonna push it. Another satisfied customer. Thanks to all the donors. Thanks to Chris Apley. Hopefully she doesn't drop anything. Oh. Damn, man. These women are amazing on the bikes. Look at that. It's hard to balance with that wonky center of gravity. Oh, we hear more. Bảo là cô lấy cái xe cho mẹ em đi chợ. Mình đi cái xe này thì em lấy một cái xe của má. Cái xe này nó quá cũ á hả? Trục trặc á hả? Thì em muốn xin cái xe em đi cho cháu nó đi á. Vâng, chở cháu đi chợ và đi chơi. Okay, thì cái xe này nó hỏng mất cái này rồi. Cái này nó hỏng rồi em. This is Chi Dậu's daughter and you know they've got a lot of problems on the bike. You know it's old as all get out as you can see. And so you know we'll get her a new bike. Anh quay xong cái cảnh này nhá, xong chút nữa anh tài trợ cho em một cái chip luôn nhá. Anh nghe không hiểu. Anh
anh quay xong cho cô này ấy. À. Xong rồi chút nữa anh sẽ tài trợ cho em một chiếc nhá. Em chờ một xíu nhá. Dạ vâng. Chào em. Rồi. Màu đỏ nhìn đẹp quá. À. Rực rỡ. Right, Mr. Finn has been tirelessly working behind the scenes because it has been non-stop action at the bike store, man. Chị lựa màu đẹp thế. Chú là chú này chú lựa cho. Đây mới tin là chạy đã lắm. Cảm ơn chương trình nhé, cảm ơn nhà tài trợ nhé. Ờ, ok. Một cái gì có dịp sau kêu gọi tiếp nhé. It's been non-stop. We just, you know, it's exciting, man. It's pretty interesting. You can see the excitement on some of the people's faces. And Mr. Tin has been non-stop. I don't think he's been this overworked since the Nixon administration. All right, she's off. Chắc đi bộ. She's gonna walk it. She's too scared to ride it. Or maybe she will ride it. She's waiting to go past that mud hole. The African savannah watering hole full of wildebeest and lionesses. Yeah, I'd walk it all the way back as well because it's very clunky. Oh, good luck to Chi Hong. Ở dưới Phúc Thọ cơ. Phú Thọ à? Thì em Phúc Thọ ạ. Anh nghe cái giọng em giống Phú Thọ hay sao? Vâng. Cũng nghe giọng y như cái. Nhưng mà nhà em, chúng em thuê nhà trong này. À, vâng. Em thấy ra đây để kiếm sống. Vâng ạ. À, vâng. À, em đang có cái xe đạp cũ này thì mình cũng thấy là đúng là cái nhân vật sẽ sử dụng được cái xe đạp mới. Vâng. À, thì giờ em vào tiệm cho em chọn một cái xe cho hợp lý nhá. Alright, so chứ em tên gì? Em tên Duyên ạ. Duyên ạ. Quách Thị Duyên ạ. À, ok. Vâng ạ. Cho em cái màu nào cũng được. Màu nào cũng được. Vâng. Vâng. Miễn là cho em cái xe nào đi nó nhẹ nhẹ một chút. Okay. Vâng. Good. Alright, so thanks to Richard Christie for sponsoring this bike for Zing, Chi Zhou's daughter and her son. So yeah, thanks to Richard Christie. So this bike is 2.25 million, and we'll use the rest for another bike, but yeah, thanks to Richard Christie. So, em chân thành cảm ơn anh Christian Christie cho mẹ con em cái xe đạp để mẹ con em được có cái xe đi lại, xe rất là tốt và đẹp ạ. Em cảm ơn ạ. Con cháu, con em nhé. Vậy cháu năm nay nhiêu tuổi rồi? Con nhà em năm nay 3 tuổi ạ. 3 tuổi. Cũng nói được. Cháu nói được ạ. Cũng giỏi. Con cảm ơn đi. Con cảm ơn chú cho xe đi. Cháu cảm ơn. Giỏi quá. Giỏi quá. Dạ, em cảm ơn ạ. And yeah, we got another woman lined up outside. Có cái cô này không? I'll just talk to her in the meantime. Tôi là Nguyễn Thị Tâm. Nguyễn Thị Tâm. Vâng. Cô ở bên đây. Tôi ở bên Tân Việt. À, chứ cô làm nghề là gì? Tôi xuống trông cháu, mới lại đi thỉnh thoảng tôi đi ghe cha nhưng cũng phải mượn xe. À, mượn đây xe. Là xe mượn. À, này xe mượn rồi. Vâng. Thỉnh thoảng mới đi được. À. Ngày nào chủ nhật thì là đi được thì là lại mượn. À, chứ cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cô năm nay gần 70 rồi. Ồ, thế à? Chứ cô quê từ đâu? Dạ, quê Vĩnh Phúc ạ. Vĩnh Phúc ạ. Alright, so we got Miss Tâm. Cô Tâm đó hả? Vâng ạ. Gần 70 à? 68. 68 à? 68 thì thi trông chất.
À, xin chắc. Chắc ở bên Tân Việt đấy. Hai cháu nó đi dạy học đó. À, yeah. Cô thích xe cỡ nào? Thích xe cỡ kiểu này không? Hay là... Đây ạ. Thích xe này như vậy luôn. Vâng. À, thì chúc này. Thỉnh thoảng mình đi mình không phải mua đâu. À, rồi. Thì họ nhận cái này sau á, xong chút nữa cô nhận cái tiếp theo đi nhá. Thì cháu cảm ơn đấy. Right, we're pumping up the jam, or at least the front tire. It's a nice color. I never get tired of looking at these Tomyuk bikes, man. Beautiful styling. We got this woman that wants to participate. Là cô muốn nhận một cái xe luôn á hả? À thì cô chút nữa cháu quay khúc này xong cháu ra nhé. Thế là cô chờ. Oh. Alright, she's gonna wait outside. Yeah. So hopefully this kid enjoys the new bike. Seems more steady than the old one. Em cảm ơn Who are Richard Christie? Kristen Christie. Em cảm ơn Kristen Christie đã tài trợ xe cho những người khó khăn như nhà em và những người có hoàn cảnh khó khăn khác. Ok. Vâng ạ, em cảm ơn ạ. Chúc em chạy xe vui vẻ nhé. Okay, chào nhé, tạm biệt. Chào, chào quý vị. Giỏi thế. Gạt cái khóa rồi. Alright, she's off. Thì anh quay cái khúc đầu tiên chạy xe nhé. Rồi. She's off, man. Xe to lắm anh ạ. Cái giọng Phú Thọ dễ nghe á. Vâng ạ. Yeah, she sounds like Quý from Phú Thọ. Anh ở đâu ấy? Anh đang ở miền Nam. Nhưng mà gốc từ Ninh Bình. À thế ạ. Nói là thế từ là Ninh anh Bình. Người miền Bắc. She's off. Off at the races. Man, looks good, man. Looks so much better than the other bike. Oh, damn. Không. Không ngã đâu. Chặt ngã. Hơi thấp mẹ. Thấy nhẹ lắm. Nhìn hợp á, chứ chạy cái xe này là không hợp luôn. Mừng quá, nàng phải mừng rớt nước mắt quá. Mừng quá hả? Mừng rớt nước mắt ạ. Ôi, mừng lắm đi. Có cái xe đẹp cho cháu đi. Nó đỡ phải ngồi cái xe kia lọc cọc. Nó lại còn có cái chắn đỡ bị nguy hiểm nữa. Thò chân vào đây. Bị vào nào thì con đẩy vào. Cao lên ạ. Em toàn hơn. Chú ấy cho cao lên. À, anh ấy cho cao lên. Xe nhẹ lắm rồi. Vâng. Thấy đánh giá xe mới chạy chút như vậy xe như thế nào? Xe đi rất là nhẹ mà phanh rất là ăn anh ạ, rất an toàn để có cả giỏ xe nữa. Ok. Chúng em rất là thích. Mm. Yeah, she said it's easy to pedal, the brakes are good and yeah, anh đang dịch ra cái gì em mới nói cho họ hiểu. Yeah, yeah, the brakes are good. It's a light traveling and yeah, feels a lot safer. You know, this bike it's very dangerous. This kid's gonna have a lot more safer time on this bike. She's trying to get the seat up. Này, a lot of flies, man. It's a dirty trade. They're gonna take off now. Yeah, it looks a lot better to have these people riding on these new bikes rather than the death traps. Like, look at this, man. The fossil. She's gonna carry this one over, and they gotta take this bike home. Oh. Chào nhá. Cảm ơn chú. Ta chào cái xe đẹp. Cháu đi học. Chào đi chợ. Chào cảm ơn. Con chào đi, chào vào ống kính à. Chào. Em cảm ơn nhá, em về đây ạ.
They're off. They're off, man. And yeah, thanks to Richard Christie. It's always nerve-wracking watching them take off on the road, wobbling.